Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục khám phá trong thế giới Crazy Crab này nha. Và ở tập trước á, mình đã trở về sau chuyến khám phá ở dưới thế giới kiến và được rất là nhiều đồ tốt luôn nè. Và trong ngày hôm nay thì mình sẽ không khám phá dưới thế giới kiến nữa, mà mình sẽ bắt đầu khám phá ở trên mặt đất, nhất là đi về hướng Bắc này nè. Tại vì mình chưa có chuyến khám phá nào về hướng Bắc hết trơn á. Và áo giáp của mình sau chuyến khám phá thì nó cũng hỏng rất là nhiều, nên bây giờ mình sẽ thay nó nha. Nhất là ủng nè, quần nè, nón nè và áo. Rồi cất những cái áo giáp cũ vào và tiến hành enchant cái áo giáp mới luôn. Đồ ưu tiên may thì nó sẽ tự enchant rồi, nên mình chỉ cần enchant nón và áo giáp hồng lên thôi các bạn ơi. Đầu tiên là áo giáp hồng trước nè. Ồ, được 4 vòng luôn, tuyệt vời tuyệt vời. Kế tiếp là nón coi. Wow, nón cũng được thêm. Ui, nón có hô hấp luôn hả? Ồ, có hô hấp thì mình sẽ không sợ bị chết đuối khi mà lặn quá lâu các bạn ơi. Rồi, đồ thì cũng tạm ổn rồi đó. Và cái cây của mình... cái cây sao... Hồi như cái cây kinh nghiệm của mình nó lớn rồi các bạn ơi. Nó mọc ra quá trời rồi nè. Wow. Ui, sao tự nhiên mình có quá trời máu vậy? Ồ, hình như cái áo giáp này nó cộng thêm máu màu vàng cho mình hay sao ấy. Ồ, vậy thì tuyệt vời, còn gì bằng nữa. Ồ, được được. Rồi, giờ thì mình sẽ mang theo những thứ cần thiết này. Và coi nào, mình có táo vàng enchant không ta? Hôm trước mình lỡ ăn hết trơn rồi. Nên thôi, giờ không cần mang táo vàng enchant đâu. Mang theo hai trái Crystal Apple này cũng được. Mình có ăn thử một trái rồi ấy. Và công dụng của nó là cho mình thêm sức mạnh khi mà chiến đấu thôi. Ui, và cái cây này nó đã lớn rồi nè. Wow, hơi bị đẹp nha. Trong nhà mình có nguyên một cây khổng lồ luôn. Nhưng mà trên cây này có gì không? Để mình biến thành nàng tiên rồi bay lên trên khám phá coi cái cây này có cái gì nha các bạn. Đầu tiên thì mình cần tìm nàng tiên trước cái đã. Ui, nàng tiên đây đây đây, nàng tiên đây. Rồi, bay lên trên coi. Wow, một cái cây khá là to nè. Nhưng mà mấy cái tán lá nó có bị rụng giống như ở dưới thế giới kiến không? Chứ mình thấy mấy cây ở dưới thế giới kiến là nó bị rụng lá. Có vẻ lá không rụng thì tốt rồi. Giờ mình sẽ tiếp tục đi thẳng về hướng Bắc nha các bạn. Và bên đây là cái ngôi làng Ender thôi, nên mình sẽ không có cần phải khám phá đâu. Ui ui ui, khoan. Ý, sao nay có cái rương gì nè? Còn được treo lên nữa chứ. Wow, kiểm tra coi, rương này chứa gì đây? Kiếm, táo vàng và chai kinh nghiệm. Thôi mấy thứ đó chắc mình không. Ôi, khoan, ở đây nữa nè. Và một cái lồng spawn hôm trước mình chưa kịp đập. Lồng này là của... cái này là của mấy cái hồn ma biến ngô thôi. Ở đây có giường nè. Giường mình có một cái rồi. La bàn thì chắc không cần đâu. Ui, còn có chuột nữa chứ. Rồi, giờ thì đập cái lucky block trước khi đi tiếp hướng Bắc nha các bạn. Hy vọng là sẽ được may mắn. Ồ, được một cái bàn phù phép. Ok, tặng ở đây luôn đi. Rồi, và đây là nhà của bạn gái hả? Ồ, đây là nhà của những YouTuber. Wow, 1, 2, 3, 4 YouTuber luôn. Và 3 nam, 1 nữ hả? Rồi, coi rương coi. Ôi, mấy YouTuber này nghèo quá hả? Không có đồ gì quý hết á. Ok, giờ mình sẽ đi tiếp về hướng Bắc thôi. Ở bên đây có một ngôi làng đang bị bọn cướp xâm lược nè. Mình sẽ giúp ngôi làng này một tay nha các bạn. Mấy tên cướp này là đây. Ở đây giờ mình có kiếm ultimate rồi, với quần và ủng ultimate nữa, nên mình sẽ không còn sợ mấy cái tên này. Thoải mái mà tiêu diệt luôn thôi. Tên nào lại gần thì sẽ tiêu diệt hết. Lại đây. Ừ, chiến đấu đi anh ơi. Đúng rồi, chiến đấu đi. Đúng rồi, bắn nó đó. Ui, ai cho người đánh anh Enderman dân làng này? Ai cho người đánh? Ui. Rồi, một anh dân làng Enderman đã chết rồi. Mấy cái tên này cả gan lắm. Phải cố gắng giúp ngôi làng này mới được. Ui, cái xương rồng nữa. Dạ, muốn lén mình hả? Mấy cái tên cướp này hoành hành ở đây rất là nhiều các mọi người. Xung quanh đây quá trời luôn nè. Mà không biết hang ổ chỗ nào nữa. Để mình đánh một lần cho xong luôn. Chứ đâu có thời gian đâu mà qua đây canh me rồi bảo vệ mấy dân làng này thường xuyên được. Đây còn một tên nè, nhảy lên quánh luôn. Tên này hả? Rồi, một anh nữa. Ui, mấy cái tên cướp độc ác này. Nãy giờ hai nhân làng tử nạn rồi đó. Ở đây còn một tên đang nhảy tưng tưng nè.
nhảy từng từng ạ, à, nhảy từng từng, à. Ui chạy nhanh đi, nhảy 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 nè, cho ăn mũi tên luôn. Rồi ổn rồi đó, giờ thì mình sẽ đi tiếp thôi. À mà khoan, bên đây còn mình phải tiêu diệt thật là xong mới được. Đó, một tên nữa, và tên này cũng vậy luôn. Ui mấy tên này không biết căn cứ ở đâu để mình tìm, mình quánh một lần cho xong đi chứ cứ xuất hiện hoài luôn à. Thôi kệ mấy tên đó luôn đi, mình đã tiêu diệt được một toán rồi đó. Khi nào mình gặp thì mình sẽ tiêu diệt tiếp. Giờ thì mình sẽ biến thành nàng tiên thêm một lần nữa. Đây biến thành nàng tiên nè. Rồi đi thôi. Khi biến thành nàng tiên á thì mình hơi khó đập lót một xíu, tại vì mình đã bị lùn hơn các bạn ơi, cao khoảng một ô thôi à, nên phải nhìn thấp hơn một ô thì mới có thể đập được những cái khói ấy. Và bên này thì chỉ có những cái tòa thành thôi. Bên đây chủ yếu là mấy cái tòa thành thôi hả? Nếu như vậy thì chắc mình sẽ hổng rày mình chưa có gặp vùng biển luôn ấy. Nhắc mới nhớ mình chưa có gặp vùng biển lần nào luôn. Lần này mình sẽ thử tìm một cái vùng biển xem như thế nào nha các bạn. Được á. Rồi đi thẳng dưỡng bên đây một xíu nữa nè. Ui đằng kia có một cái Lucky Block nữa chứ. Tuyệt cú mèo. Ở đây là đập Lucky Block luôn các bạn ơi. Biết đâu được nó lại rơi ra một món đồ cực VIP cho mình thì sao. Rồi ui, coi gây ra cái gì nào. Rồi và mấy cái con này thì không nên đụng vào nhá. Mình mà quýnh nó một cái ha thì nó sẽ đánh rắm. Và nó sẽ nó. Ui, mấy cái tên này quýnh nó làm gì. Trời ơi. Thiệt tình mấy tên cướp này không nghịch dại thế. Thiệt tình luôn á, mấy tên cướp quánh mà mình cũng bị buồn nôn nữa nè. Tại vì con kia đánh đấm gây buồn nôn các bạn ơi. Rồi đập. Ui triệu hồi ra một cái con quái vật ở cái vùng đất bướm nè. Ây da tên này dám qua đây đấy. Qua đây hả, qua đây là xong với mình. Đây là địa bàn của mình mà, làm gì mà quánh lại mình được. Rồi cố lên cố lên. Nó còn có 100 máu thôi. Mình dùng cung ultimate bắn cho nó, nó đỡ không kịp luôn á. Rồi, quýnh mình không lợi, cái quay qua quýnh mấy con vật khác kìa thấy không. Thì cái tình nó chỉ biết ăn hiếp mấy con vật yếu không mà. Rồi, chịu thua đi. Chịu thua đi. Còn bao nhiêu máu đây, 19 máu. Rồi, và chấm dứt thôi. Trời ơi, coi nào, rơi ra gì đây. Thịt gà, đuốc, lông gà, tiền à, không có đồ giá trị cho lắm. Và ồ, hình như đây là tàu cướp biển đúng không? Ồ đúng rồi nè, đây là tàu cướp biển nè. Đằng này còn có con cua nữa. Có spawner của ai đây? B-Ray, ôi ôi cướp biển cướp biển. Ui chết rồi, mình gặp cướp biển rồi. Ồ không ngờ hôm nay lại gặp được cướp biển luôn. Và đây con tàu của mấy tên cướp biển nè. Ui không biết con nên lại đây chiếm đóng địa bàn nè ông ta. Mình thấy cái này hơi bị đẹp luôn á. Đây mình sẽ lấy cái đuốc ra và cắm lên đi. Nếu được thì mình sẽ dọn một ít đồ qua đây để sống cũng được. Tại vì mình khá là thích sống trên thuyền. Thì cứu mèo. Nhưng mà cái thuyền này phải để ngoài, ở ngoài thì chắc sẽ đẹp hơn á. Ở trong này thì nó bị mấy cái dây leo che mất tiêu rồi. Coi coi còn chỗ nào chứa đồ không. Đây là cái phòng giam nè. Không, mình phải đi xuống cái phòng bình thường chứ sao xuống phòng giam được. Ở đây là chỗ buồng lái hay sao ấy. Rồi xuống thấp hơn. Ở trong này là một cái căn phòng có rương. Có rương luôn. Mình cần phải đó, mình phải để cái con chỏ chuột ở giữa cái block phía dưới này nè mới mở được. Còn để như vậy thì nó sẽ không mở được các bạn ơi, nên rất là khó trong việc thao tác luôn ấy. Cái này thì cho mình teleport stone. Cục đá dịch chuyển hả. Và những cái khói vàng. Và một cái fire rosary. Mình chưa biết công dụng nữa nên mình sẽ không lấy nó đâu. Vàng thì mình sẽ để tạm đây luôn đi. Dù sao thì cái thuyền này cũng đâu có biến mất đâu mà sợ. Cất những thứ không cần thiết vào luôn. Rồi sau đó thì mình sẽ tiếp tục đi khám phá nha. Mấy cái cục đâu mất tiêu rồi ta. Cục willpower thì mình sẽ không cần đâu, nên mình cũng sẽ cho vào trong rương. Như vậy cái thuyền này chỉ có những thứ như vậy thôi các bạn ơi. Còn trên này là cái chỗ để mình có thể quan sát nè. Thích ghê luôn á. Phải con tàu này mà vận hành được thì hay biết mấy. Rồi. Ui tên này là tên cầm cờ nè. Cầm cờ hả. Ui tên này đang nói gì đấy. Ui tôi chỉ nghe mấy anh trò chuyện thôi mà làm gì quánh tôi. Hung hăng nè, hung hăng nè. Rồi tiếp tục khám phá thôi. Và mình sẽ lấy cây kiếm à không, lấy cây đuốc ra để có thể cắm lên nhá, cho nó sáng sáng một xíu chứ trong đây nó còn hơi tối. Và đây là chỗ để mấy anh này bàn chuyện hay sao nè. Rồi, ấy da, ui té rồi.
Không sao, nhảy qua hướng bên đây cũng được. Ui mấy tên, ui cầm súng nè. Kiếm ultimate của mình bây giờ khá là mạnh, one shot được mấy tên cướp biển luôn. Rồi, và đây là phòng thay đồ hay sao ấy? Tại vì mình thấy có mấy bộ đồ đen và cái rương chứa đá lửa. Ui, ui. Cầm súng nè. Ỷ có súng ăn hiếp mình hả? Mấy tên này nguy hiểm ghê luôn á, hở cái chỉ súng vô người khác à. Rồi tiêu diệt nốt cái đám này. Ai cho uống thuốc? Rồi tiếp tục. Hả? Hình như đây trở lại cái chỗ ban đầu rồi. Như là khu vực này nó chỉ có như vậy thôi các bạn ơi. Giờ chắc mình sẽ tìm cái chỗ cái giường hồi nãy đâu ta. Mình sẽ ngủ ngủ nhờ ở đây một hôm đi, chứ giờ mình khỏi phải lấy cái giường của mình ra trong kho đồ nữa. Đây có giường nè, ngủ tạm luôn. Rồi tạm thời thì mình sẽ ngủ ở đây nha. Sáng thức dậy thì mình sẽ tiếp tục đi khám phá, nhất là con cua á. Hồi nãy mình gặp một con cua khổng lồ luôn, biết đâu con cua đó lại rơi ra một món đồ quý giá thì sao. Rồi giờ thì biến thành một con vật nào đó có thể bay trước cái đã. Trong đây con nào bay được ta? Ủa con này hồi nãy bay được nè, đúng không? Ủa kỳ vậy, con này nãy bay được mà sao giờ mình biến thành nó mình lại không được bay? Ừ, vậy thì kỳ quá. Hầu hết mấy con vật bay á nó đều không xuống nước được, ngoại trừ một số con rồi các bạn ơi. Như cái con Rotator này nè, con này thì mình có thể bay mà xuống nước không bị mất máu luôn. Đó, rất là tiện. Nhưng mà mỗi lần bay thì nó lại ra mấy cái luồng khói màu trắng, hơi khó nhìn. Và con cua mình đâu rồi? Ui, con cua biển của mình nó đi đâu mất tiêu rồi. Ui, vậy là mình lạc hết một con cua rồi đó. Ô, đi được một đoạn thì mình tự dưng thấy được một cái đảo bằng cát và giữa biển luôn các bạn ơi. Ui, bạn gái nè. Ui, 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 chết, 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 chết. Ui, bạn gái mắc kẹt trong cây rồi. Ui, sao vậy ta? Rồi, bạn gái mắc kẹt trong cây rồi. Ui, và hình như bạn gái khi mà xuống nước á, sẽ mặc bikini các bạn ơi. Còn ở trên thì sẽ mặc đồ bình thường. Ồ, được á, giờ mình sẽ biến thành hình dạng lập Tsutaki nè. Rồi, sau đó đập những cái lá này ra. Mấy bạn gái spawn kỳ quá hả? Ui, được cái banner gì nè. Hồi nãy mình có đi qua cái tòa tháp bên kia và nhận được cái banner này. Ui, và rơi ra cái tay cầm chơi game nè. Vui vậy. Ủa, biết tên này, đi ra chỗ, đi ra chỗ khác. Đi ra chỗ khác. Ôi, boyfriend mình không được đánh hả? Tại sao lại có mấy thằng boyfriend đây? Ui, cùng mặt. Ý, kỳ quá, kỳ quá. Thôi, 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 không ở đây đâu, kỳ quá. Ui, tự nhiên lại gặp girlfriend được rồi, tự nhiên gặp mấy boyfriend đây làm gì? Thiệt tình là mất vui rồi, thôi, giỏi luôn, không ở đây nữa đâu. Dám ở đó hả? Ui, ui, đây, 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 con cua đây, con cua đây. Ý, nãy giờ tìm ngươi không ra nè. Được 1, 2, 3, 3 con cua luôn các bạn ơi. Nhưng mà mình còn sống một cái con rắn biển nữa. Một xíu mình sẽ tìm và tiêu diệt nó luôn. Cua, cua biển nè. Cua, cua nè, cua, cua, cua. Ui, ui, sao mình quýnh không được ta? Chưa, 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 bình tĩnh, bình tĩnh. Biến thành dạng bình thường trước nè. Rồi, cua biển. À, đánh được rồi. Cua biển đang đánh nhau với rồng nước. Coi con cua nào sẽ thắng nha. Ủa, coi con vật nào sẽ thắng nha. Ủa, đây là cua con mà. Không, mình đánh cua bự hơn, thích đánh cua bự hơn. Đánh nhẹ vô căn hai luôn. Lại đây nào. Dùng nỏ bắn luôn. Dùng nỏ bắn luôn nè. Rồng biển hả? Rồng biển, đây là cái con vật mà lúc đầu mình có triệu hồi thử và nó đã quánh mình sau khi mình triệu hồi nó luôn các bạn ơi. Và mình nhặt được một ít cái ground craft meat. Cái này dùng để chế biến lên và ăn thôi các bạn ơi, thịt cua ấy. Rồi, giờ mình sẽ kệ con đó và tiêu diệt nốt cái con rồng biển này. Rồng biển nè. Chết queo luôn. Rồi biến thành cái con mantis tiếp thôi. Đây mantis nè, tại vì con này nó biết bay và không bị mất máu khi xuống nước các bạn ơi. Rồi coi coi nó có rơi ra cái vải giống hôm trước không nha. Có vẻ lần này thì không rơi ra rồi. Nên thôi giờ mình sẽ tiếp tục đi khám phá về hướng bắc tiếp. Để coi coi ở dưới đáy biển có cái công trình gì không nha các bạn. Nhìn kỹ thì mới thấy được á. Ui, ui, kim cương kìa đúng không? Ui, trên này còn gặp kim cương nữa. Và đây, 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 đối thủ của mình đây. Rắn, rắn biển nè, rắn biển, rắn biển, rắn biển nè. Rắn biển hả? Rắn biển hôm trước quánh mình nè. Trả thù liền chứ.
Rồng nước anh muốn quánh cưng nha, đi chỗ khác đi. Đây là thù riêng, đi chỗ khác liền. Rồi, và rơi ra gì nào? Nguyên một con rắn biển thì nó sẽ rơi ra... Ui ui, một cái gì đỏ đỏ. Wow, sea viper thorns. Cái này, oh, là một cái để dùng để chế tạo cái cây kiếm Big Bertha. Wow, tỷ cứu mèo. Vậy là lại thêm được một cái vật liệu cần thiết nữa rồi. Giờ mình sẽ vứt những thứ không cần thiết đi. Đây, vứt ra nè. Rồi, giờ thì mình có thể đi tiếp rồi đó. Chắc mình sẽ giết một con thôi, không cần phải giết quá nhiều đâu. Tại vì công thức nó thì chỉ cần một thôi hả các bạn. Bên này lại là một cái công trình gì đây? Ui, đây còn có một cái tàu cướp biển gì ngộ vậy? Một nửa là bằng gỗ, một nửa là bằng... Ui, cái này có cổng Nether luôn. Wow, cái tàu cướp biển này xịn thiệt. Có cổng Nether luôn nè. Rồi, coi coi có rương gì không? Ui, và đằng kia là những cái bạn gái kìa. Ừ, được nha, được nha. Rồi. Ủa sao giờ mình không có rương được rồi? Ờ, hồi nãy có món đồ nào nó mới rớt vô cổng này đời hay sao á, nên nó bị delay một xíu. Và trong đây là rương đựng thức ăn thôi, chứ không có gì hết á. Đồ nè. Ờ, toàn là đồ xích. Đồ xích thì không có giá trị cho lắm nên mình sẽ bỏ qua. Và giờ thì mình sẽ vào đất liền một xíu. Ở đây thì không có hoa nha. Đó, các bạn thấy không? Mấy cái bạn gái á, lúc trên bờ thì mặc đồ bình thường, nhưng mà khi xuống nước là sẽ mặc bikini luôn. Rồi, giờ thì mình sẽ biến thành công anh tiếp nha. Đây, và đi tìm ít hoa tặng mấy bạn gái thôi. Hình như mấy bạn gái sau khi mình cua được á, thì mình có thể dẫn đi theo và mang theo đồ giúp mình được luôn. Rất là tiện lợi. Nên lần này thì mình sẽ cố gắng lấy thật là nhiều hoa và cố tìm được một cô bạn gái nha. Đây, ở đây có mấy cái bông hoa vàng nè. Lấy được. Rồi, lấy hoa vàng về. À, được 3 bông hoa vàng rồi đúng không? 4 hoa. Tính ra hái hoa cũng hơi khó các mọi người nè. Không phải dễ đâu, hái hoa cũng là một nghệ thuật á. Nó phải hái đúng cách thì mới lấy được bông hoa nè, thấy không? Rồi, nãy giờ được 6 bông hoa rồi. Hy vọng với 6 bông hoa này thì mình có thể cua được một bạn gái nha. Đây, lại đây nè, cua trong màn đêm luôn cho nó lãng mạn. Rồi, biến thành hình dạng lập Sutaki đâu. Rồi. Wow, bạn girlfriend tóc đỏ nè. Chịu nha, chịu nha. Ui. Ui, không chịu hoa bồ công anh hả? Hình như mấy này chỉ chịu hoa hồng thôi hả? Hoa anh túc nè. Ui, đúng rồi, vậy là không chịu hoa vàng, chịu hoa đỏ thôi. Ok, mình sẽ chịu khó đi tìm ít hoa đỏ về để cố gắng tán tỉnh được một cô bạn gái nha các bạn. Ô, mình đã tìm thấy hoa đỏ rồi, và bên cạnh đó mình còn tìm thấy được một con vật gì khá là lạ nè. Sea Monster, quái vật biển hả? Được luôn, tiêu diệt luôn, ngại gì mà không tiêu diệt. Biết đâu nó lại rơi ra một thứ cần thiết khác cho mình thì sao? Rồi, và... Ui, nó rơi ra cái gì nâu nâu nè. Cái này là Sea Monster Scale, dùng để chế tạo cái thân kiếm. được, chỉ là có thêm một thứ cần thiết nữa rồi. Và giờ thì mình sẽ lại đây và hái một ít hoa, sau đó mang lại đằng kia và tặng cái cô bạn gái hồi nãy nha. Mình đã hái được một ít hoa rồi, và giờ thì mình sẽ thử tặng lại cho mấy cái nàng này. Hy vọng mấy nàng này chịu đi theo mình nha. Rồi, đây, hai nàng luôn hả? Thôi, mình thích nàng tóc đỏ hơn. Rồi, yay, hiện trái tim với mình rồi. Và coi nào, mình có thể ấn... Ui, hình như không thích mình lại gần mấy cô bạn gái khác hay sao á, còn quánh cái bạn này nữa nè. Nếu mà mình tặng hoa cho nàng này, dám nàng này quánh nàng này chết luôn á. Mà thôi kệ đi, mình sẽ tặng hoa luôn, tặng cả hai luôn chứ nó mới công bằng được. Kìa, thôi đừng có quánh mà, chị em. Đó, giờ là chị em rồi nha, không có quánh nữa nha. Rồi. Ui, kỳ quá, phải biến dạng này mới đúng. Đó, giờ mình đã có hai cô bạn gái luôn. Và coi nào, mình có thể xem được kho đồ không? Ủa sao hiện tim quá trời vậy? Hình như phải cho mấy cái cô bạn gái này cầm rương mới được các bạn ơi. Giờ mình sẽ cắm một cây đuốc lên. Và đằng kia có một con bướm khổng lồ kìa. Mình sẽ chiến đấu để bảo vệ mấy cái cô bạn gái. Lấy cung Ultimate ra. Ây du. Ui, đi ra chỗ khác. Không được làm hại mấy cô bạn gái của mình. Ui, có con bướm này. Đi ra chỗ khác, đừng có đụng vô mấy bạn gái của tôi. Ừ, đúng rồi, Creeper đi ra. Con bướm nè, rồi, quá trời bướm luôn. Rồi, vậy mình đã bảo vệ được mấy cái cô bạn gái. Nè, The Star.
Wow, được một cái sao này đời luôn các bạn ơi. Tuyệt cú mèo luôn á. Hay hay hay. Rồi giờ thì mình sẽ mang cái Nether Star này về nhà, cũng như là chuẩn bị ngủ để chúng ta tiếp tục khám phá nhé. Không biết mấy cái cô bạn gái này có đi theo mình vượt biển được không nữa, tại vì một xíu mình định khám phá biển tiếp á. Giờ mình sẽ ngủ một giấc đi, rồi sáng thì tính tiếp nha các bạn. Ôi như vậy khi mà mình bay á thì mấy cái cô bạn gái không có đi theo được rồi, vậy là phải bắt buộc khám phá trên đất liền các bạn ơi. Đây 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 đây, đi theo nè. Ôi vậy là phải đi từ từ hả? Không biết mấy nàng này có dịch chuyển theo kịp không ta? Để mình thử bay thiệt là nhanh coi. Ui dịch chuyển không được rồi, mấy nàng này không biết dịch chuyển luôn á. Ui vậy là giờ phải dắt bộ thêm một chuyến nữa hả? Đúng là có bạn gái thật là không dễ đâu các bạn ơi. Nhưng thôi kệ đi, dù sao mình lỡ tặng hoa rồi người ta cũng hiện trái tim quá trời với mình rồi, nên mình sẽ cố gắng dẫn hai nàng này về. Ui đã gọi chị em rồi mà sao quánh nhau hoài vậy? Ô, bình tĩnh nào. Bình tĩnh, đừng có quánh nữa, đừng có quánh nữa. Đừng có quánh nữa nè, đừng có quánh nữa. Ui, không ổn đâu. Vì hai này sẽ chết chết mất. Thôi đừng quánh nhau nữa. Thôi mà. Thôi, được rồi. Bình tĩnh nào. Ui, được mà. Quánh hoài, rồi nàng này còn 19 máu, 12 máu rồi. Thôi làm ơn. Đừng. Nè, cho vàng nè. Cho hồng ngọc nè. Cho sapphire nè. Cho vàng nè. Cho cung nè. Ui. Nàng này còn có 9 máu thôi đó. Hết rồi, cho tiền nha. Rồi, cầm tiền về thôi. Nàng này cho cầm hạt vàng đi. Rồi hai nàng về cùng mình nè. Rồi, chịu đi rồi đó. Thì cái tình đó mình can cả buổi trời mới chịu tha cho nè bạn gái kia các bạn ơi. Mình sẽ cố gắng lấy cái rương coi. Cái rương đổ xác hả? Thôi không cần. Rồi giờ thì đi về nhà thôi nào. Trước khi về ghé qua nhà YouTuber này trước cái đã. Có kim cương hả? Ô cho tiền luôn nè. Giờ mình không cần mấy thứ này đâu. Rồi bye bye hai YouTuber nha. Về nhà thôi mấy bạn gái ơi. Hẹn gặp lại các bạn khi mình trở về nhà nha. Trên đường về thì mình phát hiện ở đây có một cái công trình gì rất là lạ luôn nè các bạn ơi. Để giờ mình sẽ dẫn mấy bạn gái qua đây khám phá luôn nha. Nó ở bên ngoài được bao bọc bằng mấy cái khối sắt. Ủa đây có cái nút nữa nè, có cửa vào hay sao ấy. Mà thôi đi đường đó vào hơi khó, mình sẽ... Ui cái này thiết kế cửa cũng như không, người ta trèo vô cũng được mà. Rồi, coi coi ở đây. Ồ, đàn TDM. Ồ, đây có đàn TDM nè. Ồ, thì ra đây là nhà của đàn TDM các bạn ơi. Ở đây là đường vào thôi. Wow, hiếm lắm mới gặp đàn TDM đó nha. Mà đây là nhà của ảnh nên thôi mình sẽ không có đụng vào. Và đây là bed của ảnh hay sao nè. Rồi giờ thì đi về nhà thôi mấy bạn gái ơi. Ồ và mình còn vô tình bắt gặp được một cái ổ kiến nè. Mình sẽ mang cái ổ kiến nâu này về nhá. Kiến nâu thì dẫn tới thế giới có những cái cây á các bạn ơi, nên mình sẽ mang về và để dành khi nào cần thì đi khám phá cũng được. Đi một đoạn á thì mình đã trở lại khu vực hai cái tòa tháp này rồi. Và hôm trước mình không có bước vô trong đó được tại vì nó drop FPS rất là kinh khủng luôn. Và trong ngày hôm nay thì mình sẽ thử vào trong đó một lần nữa nhá. Và bạn gái này mặc đồ vô đi. Sao mặc đồ bikini làm gì vậy? Mặc đồ giống như nàng kia đi. Ui thì tình nó đụng vô nước là mấy nàng này vậy đó các bạn ơi. Thôi kệ đi chứ sao giờ. Giờ mình sẽ vô đây thêm một lần nữa xem coi nó có bị drop FPS giống như hôm trước không nhá. Coi nào, hy vọng là không đi để mình còn đánh chiếm nữa. Ừ, mặc đồ gì thì mới đẹp đúng không? Rồi, vô đây thôi. Ồ, có vẻ không drop FPS các bạn ơi. Ý, được. Sáng tiện đây thì mình sẽ đánh chiếm tòa tháp này để thể hiện sức mạnh cho mấy bạn gái xem luôn. Rồi, ui, mấy bạn gái còn muốn chiến đấu chung với mình nữa hả? Được, cùng nhau chiến đấu nào mấy bạn gái ơi. Rồi, ui, chết, mình đánh nhầm một anh YouTuber rồi. Ui chết rồi, mình lỡ đánh trúng một anh YouTuber rồi. Thôi lỡ thôi chứ không phải cố ý đâu. Ui mình phải đánh cẩn thận á, mình mà đánh nhầm vô bạn gái phát là bạn gái chết luôn á. Đi ra chỗ khác, không được đụng vô bạn gái của tôi. Rồi. Và qua đây coi. Ở đây là thằng hai nè. Rồi đi theo nào. Ủa còn một bạn nữa, một bạn gái nữa đâu. Ủa à đây đây, đủ rồi, hai người nè. Hết hồn tưởng đâu một người bỏ mạng ở đây rồi chứ. Họ đi theo nào mà họ bị lạc nè.
Nó mất tiêu rồi. Ý, mê cái vạt làm gì, cái vạt có nước, có xíu nước thôi à. Thôi 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 đi theo nè. Thì tình luôn á, về bạn gái này thích nước lắm luôn ấy. Mình ổn không ta, mình không có cách nào để cho mấy nàng này ngồi xuống không? Ui, khoan 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 khoan. Vậy là có thể cầm kiếm hả? Nè, cho cái kiếm nè. Đó, nàng này thì cầm cái gì đây? Cầm mình hết vũ khí rồi. Rìu rìu mình để dành mình sử dụng, nên mình sẽ cho một nàng cầm kiếm thôi. Rồi lên trên tầng 2 và tiếp tiếp tục chiến đấu cùng nhau nào. À, ăn vô một cái. Rồi đi lên trên thôi. Ở trên này thì có giường. Ui ui. Chiến đấu là đây, hết nào. Lại đây nào. Và một tên ngồi hả? Người ta tới nơi mà còn ngồi không ra chào đón gì trơn. Và mấy bạn này không biết lên cầu thang hả? Ui ở đây. Ui. Ủa cái bàn này hiện đại vậy? Mình còn đặt đồ lên được nè. Wow, và có vẻ trong đây đồ không có tốt cho lắm nên thôi, chắc mình chỉ chiến đấu tới đấy thôi các bạn ơi. Giờ thì còn đi về nữa, chứ lo chiến đấu thì không biết khi nào mới về tới nhà nữa. Rồi, hẹn gặp lại các bạn khi mà mình về tới nhà nhá. Giờ thì đi tiếp thôi nào. Tự nhiên ở chỗ đầm không ông quạnh này lại có một cái lucky block. Giờ thì mình sẽ đập trước mặt hai bạn gái này luôn. Ten ten. Ai du. Ui chết 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 chết. Ui lucky block mà sao ra mấy cái này. Lẹ lên. Ui mấy con này nó kháng được mũi tên. Ui. Thôi, chạy chạy mấy bạn gái ơi. Chạy đi kệ mấy con này. Đừng 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 có nhìn nó nữa, nó quánh á. Đây có cái hàng kiến gì đây? Ở đây là cái hàng kiến nâu. Ok mình sẽ lấy thêm một cái hàng kiến nâu về nữa. Ui lúc kịp lốc mà triệu hồi ra mấy con quái vật. May mà mình ha, nhanh chân dẫn mấy bạn gái chạy kịp á, để không thôi mấy bạn gái bị mấy con đó ăn thịt luôn á các bạn ơi. Rồi đi lẹ thôi. Trên đường về mình còn gặp một toán cướp nữa. Ui tại sao lại quýnh ngay cái con bộ xích đó làm gì? Nó đánh đấm một phát là buồn nôn rồi nè. Ui mấy cái tên cướp này thông minh ngay luôn á. Ở cái là chọc chọc mấy cái con bộ xích đó để cho nó đánh đấm hả? Mấy tên này sợ mấy bạn gái à? Ui vậy là mấy tên cướp này sợ bạn gái các bạn ơi. Ổng dám lại gần bạn gái của mình luôn. Ui tính ra bạn gái của mình cũng mạnh chứ bộ. Rồi và đây là khu vực gì đây? Hình như là một cái thác nước thì phải. Cái này cái gì mình lạ vậy? Ui tại sao kiếm chuyện với mấy con Ender Golem làm gì mấy bạn gái? Ui mấy bạn này sung thật luôn á. Rồi kiểm tra coi Ender Golem Horn này dùng để chế tạo một cái cây Nightfall Sword. Thôi kệ, giờ mình sẽ kiểm tra trong cái rương này có chứa những gì. Ui đồ bình thường thôi à. Rồi giờ mình sẽ tiếp tục về nhà thôi. Ui những con vịt đang dí lê ăn thịt một con mực nè. Ui con vịt này trông vậy mà nguy hiểm đây ta, coi có quánh mình không. Mình thì không dám ăn thịt nhưng mà mấy con mực thì lại ăn thịt. Ui bạn gái này làm gì? Đi giết cóc làm gì đấy? Giết mấy con cóc làm gì? Tha nó đi. Ủa? Ủa? Còn một bạn gái nữa đâu? Đi ra. Ủa mình hai bạn gái lắm mà. Ủa bạn đó không phải. Ủa? Rồi. Vậy là mình lẻ có một bạn gái rồi. Trong đây là cái gì đây? Tự nhiên ở đây. À đây 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 có rương nè. Ui đồ dở không à. Ui thôi. Thôi bình tĩnh nào. Tự nhiên quánh người ta. Nóng tính giờ. Rồi. Ui nhưng mà ngươi ra đồ cao gót nè. Được được á, mình sẽ cho cái bạn gái của mình mặc vô. Ồ, cầm đôi giày cao gót luôn. Được được á, rồi cầm giày cao gót và đi về thôi. Ở đây có khá là nhiều mấy cái chỗ đỏ tím tím như vậy nè, nhưng mà ở trong đó không có đồ xịn các bạn ơi. Mà kệ đi, giờ mình sẽ trở về nhà. Ủa nhưng mà sao mình lại mất hết một bạn gái rồi? Kỳ lạ thiệt á. Hồi nãy lúc đi vẫn còn hai mà giờ quay lại thì lại chỉ thấy một thôi. Ồ, như là mình lại có một bạn gái rồi. Ôi, tưởng đâu dẫn về được hai bạn hay về chỉ còn một bạn thôi. Nhưng mà không sao, dù sao thì cũng còn một bạn mang về để bầu bạn rồi. Hẹn gặp lại các bạn khi mình trở về tới nhà nhé. Rồi cuối cùng thì mình cũng về tới nhà cùng với cô bạn gái này rồi các bạn ơi.
Và tổng kết trong ngày hôm nay thì mình đã có một cái chuyến khám phá đi về hướng Bắc rồi, và gặp được một cái con thuyền hải tặc ở ngay một cái khu vực đảo nhỏ ở đây nè. Và nếu được thì mình sẽ cố gắng di dời qua bên kia để sống, tại vì cái khung cảnh bên kia rất là đẹp luôn các bạn ơi. Và ngoài ra thì mình đã có được một cô bạn gái rồi. Cô bạn này giống như là một cái rương di động vậy đó, có thể giúp mình cầm nắm cũng như là mang theo những món đồ cần thiết nữa. Và trong thời gian sắp tới thì mình sẽ tiếp tục tìm kiếm những cái món đồ còn lại để chúng ta có thể chế tạo được một cây kiếm Big Beta với 500 sức tấn công này nhá. Và cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những tập tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.